Lộ clip Miss China International chèn ép Hoa hậu Brazil, thiên vị gà nhà thấy rõ, Hania bất ngờ bị so sánh với Infa. Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc top 5 Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022 đang giao lưu với truyền thông đã lan truyền thu hút về nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, đêm chung kết Miss China International 2022 đã chính thức khép lại với màn đăng quang của người đẹp Isabella Menin, đại diện đến từ Brazil. Đồng thời, các Á hậu cũng được nêu tên bao gồm Á hậu 1 Thái Lan, Á hậu 2 Indonesia, Á hậu 3 Venezuela, Á hậu 4 Cộng hòa Séc. Ngay sau đó, top 5 đã có cuộc gặp gỡ với truyền thông. Tại đây, Infa Quaraha được xếp đứng giữa giống như một tân hoa hậu và được truyền thông vây kín để đặt câu hỏi. Trong khi đó, người đăng quang lại là Isabella Menin, nhưng cô nàng Brazil chỉ được xếp đứng cạnh Infa giống như về đích thứ nhì. Điều này tiếp tục khiến mỹ nhân Thái Lan và tổ chức Miss Grand nhận chỉ trích vì sự thiên vị quá rõ ràng thông qua khung hình. Thậm chí nhiều người còn dự đoán kịch bản tiếp theo sẽ có khả năng ông Nawaz sẽ tìm cách để phế vị của tân hoa hậu người Brazil để gà cưng Infa được thay thế vị trí hoa hậu. Trước đó, xuyên suốt chung kết, mỹ nhân người Thái Lan không gây được ấn tượng khi cầm mic ứng xử. Màn phát biểu top 5 của cô đã đụng chạm đến nhiều yếu tố nhạy cảm về chính trị toàn cầu. Vì vậy, fan sắc đẹp đã đảo kết quả mỹ nhân xứ Chùa Vàng giành vị trí Á hậu 1, trong khi hai mỹ nhân Venezuela và Cộng hòa Séc làm tốt hơn rất nhiều trong màn phát biểu. Tôi chỉ là một người không giỏi tiếng Anh, nhưng tôi đã thực hiện giấc mơ của mình, cố gắng và không ngại nó. Và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta nên ngừng hoàn thiện bản thân. Những sai lầm giao tiếp đã dạy tôi học hỏi và trở nên tốt hơn. Ngôn ngữ không phải là sự xấu hổ. Á hậu 1 Miss Grand International 2022 lên tiếng về trình độ ngoại ngữ. Có thể thấy, cùng tham gia các cuộc thi quốc tế, cùng có khả năng tiếng Anh không quá nổi trội, đồng thời cùng được in thấp cao. Nhưng sự khác biệt trong phần trả lời ứng xử và thái độ của Infa và đại diện của Việt Nam ở Miss Universe 2018 Hania là yếu tố chính quyết định đến cách nhìn nhận, đánh giá, phản ứng của công chúng đối với hai cô nàng. Theo đó, vừa qua, thông tin chủ tịch của Miss Universe Paula Sugar tuyên bố trước truyền thông về việc bà công nhận Hania là Á hậu 3 tại Miss Universe đang là điều được netizen Việt quan tâm và cảm thấy tự hào. Bà Paula nhắn đến Hania trong một bài phỏng vấn với truyền hình tại New York với nhiều lời khen. Theo bà Paula, Hania là người có câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ tại cuộc thi về việc cô chọn cách không lấy chồng ở tuổi 14 theo truyền thống mà đã chọn học tập để có một tương lai tươi sáng hơn. Thời điểm Hania bắt đầu tranh tài tại Miss Universe 2018 ở Thái Lan, không quá nhiều kỳ vọng được đặt lên cô khi cô có điểm yếu rất lớn đó là không giỏi tiếng Anh. Đây là một trong những lý do khiến nhiều đại diện Việt Nam trước đó không thể tiến vào sâu trong các cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên đổi lại, Hania lại mang trong mình một tư duy độc lập, bản lĩnh cùng sự nghị lực. Bên cạnh đó, cô còn có những câu chuyện truyền cảm hứng về cách cô đấu tranh cho cuộc đời của chính cô. Mặc cho vẫn nhiều thiếu sót khi nói bằng tiếng Anh, nhưng Hania vẫn có thể gây ấn tượng với bạn bè thế giới. Chỉ cần nhìn vào những tràng pháo tay, tiếng reo hò tán thưởng của khán giả tại trường quay, hay cách bà giới thiệu truyền cảm hứng này của Hania liên tục được truyền thông trong và ngoài nước khen ngợi, cũng đã đủ chứng minh rằng cô vô cùng xuất sắc và xứng đáng tiến vào top 5 dù không giỏi tiếng Anh. Có điều tiếng Anh vẫn được xem là điểm yếu cản bước Hania tiến đến những vị trí cao hơn tại Miss Universe 2018, khi cô không thể phô bày được hết những quan điểm của bản thân vì rào cản ngôn ngữ. Bởi để nói về kỹ năng khách quốc hay trình diễn, Hania luôn được đánh giá nằm trong top thí sinh nổi bật nhất. Tuy nhiên, sự công nhận vị trí Á hậu 3 của chủ tịch Miss Universe vừa qua đã càng khiến cho netizen tin rằng, đối với riêng Hania, cô không cần đến việc quá giỏi tiếng Anh để có thể in top sâu tại cuộc thi. Quan trọng hơn, đó là thực lực của Hania vẫn đủ xuất sắc để khiến cho ban giám khảo và công chúng công nhận vị trí mà cô nên đạt được tại Miss Universe.